Thưa quý vị, chiều ngày 31 tháng 10 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, giáo sư tiến sĩ Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có buổi trao đổi chuyên đề Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam tại lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch ủy viên Trung ương Đảng khóa 14, lớp thứ 3. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Về một số nội dung cơ bản về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, cơ sở định vị mục tiêu đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ, kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, đó là kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh dưới sự lãnh đạo cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc Nam châu. Mọi người dân đều có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được hỗ trợ phát triển, làm giàu, đóng góp ngày càng nhiều cho hòa bình, ổn định, phát triển của thế giới, hạnh phúc của nhân loại và văn minh toàn cầu. Đích đến của kỷ nguyên vươn mình là dân giàu, nước mạnh, xã hội chủ nghĩa, sánh vai với các cường quốc Nam châu. Cái ưu tiên hàng đầu trong kỷ nguyên mới là để thực hiện thắng lợi các cái mục tiêu chiến lược năm 2030 để Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành một nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao, khơi dậy mạnh mẽ cái hào khí dân tộc, cái tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc và thực hiện cái khát vọng phát triển của đất nước. Kết hợp chặt chẽ với sức mạnh dân tộc, với sức mạnh thời đại, nỗ lực lớn lắm. Tôi hình dung nếu mà chúng ta mà không vươn mình, không đạt được. Thời điểm kỷ nguyên mới này là đại hội 14 của Đảng. Từ đây mọi người dân Việt Nam, trăm triệu người như một, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng tâm hiệp lực, chung sức đồng lòng, tranh thủ tối đa cái thời cơ thuận lợi, đẩy lùi những cái nguy cơ, những cái thách thức để đưa đất nước phát triển toàn diện, mạnh mẽ, bứt phá. Về cơ sở định vị mục tiêu đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Tổng Bí thư chỉ rõ đó là những thành tựu vĩ đại đạt được sau 40 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, giúp Việt Nam tích lũy thế và lực cho sự phát triển bứt phá trong giai đoạn tiếp theo. Đây chính là nền tảng tích lũy vị thế của chúng ta. Trong khi đó, thế giới đang trong thời kỳ thay đổi có tính thời đại, cùng với cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là trí tuệ nhân tạo và công nghệ số, đem đến cơ hội mà những quốc gia đang phát triển, chậm phát triển có thể nắm bắt đi trước đón đầu, phát triển vượt bậc. Đặc biệt dưới sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng, khơi dậy ý chí tự lực, tự chủ, tự tin, tự cường, tự hào dân tộc, phát huy sức mạnh toàn dân, kết hợp với sức mạnh thời đại, con thuyền cách mạng Việt Nam sẽ đạt được những kỳ tích. Từ những vấn đề trên, Tổng Bí thư nhấn mạnh đây là thời điểm hội tụ, tổng hòa các lợi thế, sức mạnh để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tiếp sau kỷ nguyên độc lập, tự do, xây dựng chủ nghĩa xã hội và kỷ nguyên đổi mới. Phân tích những định hướng chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ, trước hết là cải tiến phương thức lãnh đạo của Đảng, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, bảo đảm Đảng là người cầm lái vĩ đại, đưa dân tộc ta tiến lên mạnh mẽ, đang đặt ra cấp thiết một số giải pháp chiến lược. Thực hiện nghiêm cái phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng, tuyệt đối không để xảy ra bao biện làm thay hoặc lại buông lỏng sự lãnh đạo của Đảng. Phải tập trung tinh gọn bộ máy, tổ chức các cái cơ quan của Đảng thực sự là hạt nhân trí tuệ, là bộ tổng tham mưu, đội tiên phong lãnh đạo các cơ quan nhà nước. Phải đổi mới mạnh mẽ cái việc ban hành và quán triệt thực hiện các nghị quyết của Đảng, xây dựng các cái tổ chức Đảng, cơ sở Đảng, đảng viên thực sự là các tế bào của Đảng. Mình triển khai nghị quyết thì rất rầm rộ, nhưng chi bộ không biết gì. Cái việc ban hành nghị quyết triển khai là của Trung ương, triển khai là đấy, tổ chức trực tuyến họp một cuộc thế là xong. Thì tôi nói là nếu mà bây giờ nghị quyết của Đảng mà không đến được chi bộ, không đến đảng viên thì chỉ ở trên giấy thôi. Bên cạnh đó, cần tăng cường tính đảng trong xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, trong đó đổi mới mạnh mẽ công tác lập pháp, không nóng vội nhưng cũng không cầu toàn để mất thời cơ. Chủ động phát hiện và tháo gỡ nhanh nhất những điểm nghẽn có nguyên nhân từ các quy định của pháp luật, kiên quyết chống tiêu cực, lợi ích nhóm.
Tổng Bí thư đề nghị phải tinh gọn tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, và đây là nhiệm vụ rất cấp thiết đặt ra hiện nay. Đẩy mạnh chuyển đổi số không đơn thuần là việc ứng dụng công nghệ số vào các hoạt động kinh tế xã hội, mà còn là quá trình xác lập một phương thức sản xuất mới tiên tiến, hiện đại, phương thức sản xuất số, đặc biệt phải chống lãng phí. Bây giờ mỗi tỉnh, mỗi địa phương vài nghìn, vài chục nghìn những cái dự án đã cấp cho doanh nghiệp, đã cấp cho nhà đầu tư, đứng lại hết. Mà đã đứng lại thế thì không thể có ông nào vào để làm thay được cái dự án đó cả. Nhà đầu tư có triển khai được tiếp hay không vào những việc này? Ai làm cái lỗi này? Ai sai ở những cái chuyện này? Phải chỉ tên, chỉ điểm ra chứ. Còn nếu anh không làm được, tôi thu lại, tôi giao cho người khác. Đây là tài sản của quốc gia, của đất nước, của nhân dân cơ mà. Phải minh bạch ra những chuyện như vậy. Nên nhà nước không ai xót ruột cả. Cha sao rồi? Giải ngân vốn đầu tư công, đấy, tiền nhà nước đưa ra đầu tư công không làm được. 9 tháng rồi mới 50%, thế còn 50% cứ để đấy. Không tiêu được vào việc gì cả. Đây là vốn đầu tư công mà. Thế có phải lãng phí không? Tiền mà mua muối là phải mua muối. Đang hết gạo mà không lấy tiền mua muối, mua gạo là không được. Tất cả những cái chuyện ấy đều đẩy đến một cái bài toán về trách nhiệm. Tổng Bí thư đề nghị cần xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc đang đặt ra cấp thiết, tập trung phát triển kinh tế, đẩy lùi nguy cơ tụt hậu, bẫy thu nhập trung bình, đột phá mạnh mẽ hơn nữa về thể chế phát triển, tháo gỡ điểm nghẽn, rào cản, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, huy động, khơi thông mọi nguồn lực phát triển. Sáng nay 31 tháng 10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nhà nước Qatar, sau lễ đón chính thức được tổ chức hết sức trọng thể tại Hoàng Cung, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiến hành hội đàm, trao đổi sâu rộng với Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani hoan nghênh và khẳng định chuyến thăm chính thức Qatar của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính là dấu mốc quan trọng, tạo xung lực thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước phát triển lên một giai đoạn mới, sâu rộng hơn. Thủ tướng Qatar bày tỏ ngưỡng mộ lịch sử dũng cảm, hào hùng của người Việt Nam trong quá khứ cũng như những kết quả quan trọng, đáng tự hào mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội đất nước ngày nay. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao tầm nhìn, tư duy, cách thức quản trị và phát triển đất nước Qatar và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam Qatar trong thời gian tới vì lợi ích của nhân dân hai nước. Trong bầu không khí cởi mở và chân thành, hai thủ tướng khẳng định coi trọng vai trò, vị trí của mỗi nước tại mỗi khu vực, bày tỏ vui mừng quan hệ hai nước trong hơn 30 năm qua đã có những bước tiến tích cực. Tuy nhiên, hai nhà lãnh đạo cho rằng quan hệ kinh tế thương mại còn chưa tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp cũng như tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của mỗi nước. Cùng thống nhất, quan hệ Việt Nam Qatar đã bước qua một giai đoạn mới, sâu sắc và toàn diện hơn. Để đáp ứng nhu cầu và khai thác tiềm năng hợp tác giữa hai nước, hai thủ tướng đã trao đổi và nhất trí sớm nâng quan hệ song phương lên tầm cao mới. Để đạt được mục tiêu này, hai bên nhất trí tiếp tục trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ chuyển lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường đến Quốc vương Tamim bin Hamad, lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, mời Chủ tịch Quốc hội Qatar Hassan bin Abdullah thăm Việt Nam. Thủ tướng Qatar trân trọng cảm ơn và cho biết Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad sẽ sớm sắp xếp thăm Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng mời Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani sớm thăm Việt Nam. Thủ tướng Mohammed bin Abdulrahman cảm ơn và vui vẻ nhận lời. Hai bên nhất trí xác định hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước. Hai bên nhất trí phối hợp, đa dạng hóa và tạo điều kiện cho mặt hàng trao đổi thương mại thế mạnh của nhau như nông sản, thủy sản, giày dép, dệt may của Việt Nam và năng lượng, hóa chất của Qatar. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Qatar hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành Hà Lan, đặc biệt là chia sẻ kinh nghiệm về chuyển giao công nghệ, đầu tư sản xuất chế biến, qua đó góp phần đảm bảo an ninh lương thực cho Qatar và đóng góp vào gia tăng kim ngạch thương mại giữa hai nước. Nghiên cứu thúc đẩy đàm phán hiệp định thương mại tự do song phương giữa Việt Nam với Qatar cũng như giữa Việt Nam với Hội đồng hợp tác các nước vùng vịnh trong thời gian tới. Hai bên khẳng định Việt Nam và Qatar còn rất nhiều tiềm năng hợp tác về đầu tư, nhất trí phối hợp chặt chẽ tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng thời gian và trí tuệ, mong muốn các quỹ đầu tư Qatar tăng cường hơn nữa đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực hạ tầng chiến lược, năng lượng, cảng biển, sản xuất và chế biến nông thủy sản. Việt Nam cũng cam kết luôn hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để các quỹ đầu tư, doanh nghiệp Qatar đầu tư kinh doanh thuận lợi, hiệu quả và bền vững tại Việt Nam.
hai nhà lãnh đạo nhất trí an ninh quốc phòng, trong đó có an ninh mạng cần trở thành trụ cột trong các lĩnh vực quan tâm trong hợp tác song phương thời gian tới, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền của mỗi nước và bảo đảm hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới. Thủ tướng Qatar nhất trí với đề xuất của Thủ tướng Chính phủ về việc sẽ tăng thêm các học bổng cho nhiều sinh viên Việt Nam hơn sang nghiên cứu học tập tại Qatar, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để tiếp nhận nhiều hơn lao động, nhất là lao động trình độ cao của Việt Nam sang làm việc tại Qatar. Thủ tướng Chính phủ đề nghị Qatar tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Qatar. Hai bên sẽ xem xét đàm phán hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông để tạo điều kiện thuận lợi cho di chuyển giữa người dân hai nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam ủng hộ các nỗ lực hòa giải của Qatar trong vấn đề Palestine và thúc đẩy giải pháp hai nhà nước, mong muốn cùng phối hợp với Qatar trong các hoạt động trung gian hòa giải, góp phần vào nỗ lực chung để duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới. Ngay sau hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani cùng chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, cơ quan hai nước. Cũng trong sáng nay theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nhà nước Qatar, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Qatar Hassan bin Abdullah Al Kanim. Vui mừng đón tiếp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Qatar Hassan bin Abdullah bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo xung lực mới, góp phần mở rộng và tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trên mọi lĩnh vực. Chủ tịch Quốc hội Qatar chúc mừng những thành tựu kinh tế xã hội to lớn của Việt Nam, bày tỏ ngưỡng mộ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước của Việt Nam, đặc biệt là duy trì tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới biến động phức tạp, cho rằng đây là kinh nghiệm đáng quý với nhiều nước trên thế giới. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng và đánh giá cao đóng góp của Quốc hội Qatar và cá nhân Chủ tịch Quốc hội Hassan bin Abdullah trong việc triển khai đường lối chính sách tầm nhìn quốc gia 2030, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội và gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa lịch sử. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, quan hệ hợp tác giữa hai nước đã phát triển nhanh chóng trong hơn 30 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều kết quả tích cực như tin cậy chính trị sâu sắc hơn, quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư tăng trưởng nhiều hơn và tăng cường ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Tuy vậy, Thủ tướng cho rằng hai bên còn rất nhiều tiềm năng để đẩy mạnh hơn nữa hợp tác song phương, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng và nông nghiệp, tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp và tiềm năng, lợi thế của mỗi nước. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời hỏi thăm, lời chúc mừng và lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Quốc hội Qatar sớm thăm Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Qatar gửi lời hỏi thăm tới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời sớm thăm Việt Nam. Hôm nay, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình. Đồng chí Lê Minh Hưng đánh giá cao kết quả đã đạt được của tỉnh Quảng Bình thời gian qua và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà tỉnh cần chú trọng thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, cần tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Đối với công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí gợi mở, nghị quyết đại hội phải có thứ tự ưu tiên, chú trọng huy động nguồn lực để phát triển, thu hút đầu tư, sớm ban hành các chương trình hành động để các ngành, địa phương thực hiện. Để đưa Quảng Bình ngày càng phát triển, phải phát huy hơn nữa vai trò của các sở ngành trong việc tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Đồng chí cũng cho ý kiến cụ thể đối với các kiến nghị, đề xuất của tỉnh liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và các chính sách về công tác cán bộ của địa phương. Chiều nay, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự hội nghị công bố tỉnh Bắc Ninh không còn hộ nghèo và phát động phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị công bố tỉnh Bắc Ninh không còn hộ nghèo và phát động phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả mà tỉnh Bắc Ninh đạt được trong công tác giảm nghèo thời gian qua, thể hiện quyết tâm cao của tỉnh với nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. Đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị tỉnh Bắc Ninh tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giảm nghèo bền vững, bảo đảm không tái nghèo, cần tính toán nâng mức chuẩn nghèo của tỉnh cao hơn mức bình quân chung của cả nước nhằm nâng cao hơn nữa đời sống nhân dân cho các hộ gia đình đủ ăn đủ tiêu. Đồng chí bày tỏ mong muốn với sự chung tay góp sức vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tỉnh Bắc Ninh, phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát sẽ lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng xã hội.
Chiều nay tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm việc với các cơ quan đơn vị về tình hình kết quả thực hiện thí điểm một số chính sách về tháo gỡ vướng mắc tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế. Tham dự hội nghị có các đồng chí, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Đại diện Cục Kinh tế báo cáo tình hình kết quả thực hiện thí điểm một số chính sách trong quản lý sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất xây dựng kinh tế cho thấy, thời gian qua, việc triển khai các quy định thí điểm một số chính sách trong quản lý sử dụng đất quốc phòng kết hợp với lao động sản xuất xây dựng kinh tế tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan đơn vị thực hiện xây dựng kinh tế đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là việc thể chế hóa các quy định của pháp luật, thống kê, rà soát hồ sơ phương án. Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận biểu dương Cục Kinh tế và các cơ quan đơn vị đã tích cực chủ động phối hợp tham mưu, đề xuất với Bộ Quốc phòng các chủ trương giải pháp để làm tốt công tác quản lý sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, chia sẻ với những khó khăn vướng mắc và chỉ ra nhiều điểm còn tồn tại hạn chế trong triển khai thực hiện. Để nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới, yêu cầu các cơ quan đơn vị phải thực hiện nghiêm chủ trương của Bộ Chính trị, quy định của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về quản lý sử dụng đất quốc phòng, kết hợp với hoạt động lao động sản xuất xây dựng kinh tế. Tích cực phối hợp hiệu quả với chính quyền địa phương trong giải quyết các nội dung liên quan, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, dân vận để tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện, tổ chức thẩm định các phương án xử lý tồn đọng trong quản lý sử dụng đất quốc phòng, an ninh, kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế bảo đảm chặt chẽ, chất lượng, đúng quy định của pháp luật. Chiều nay tại trụ sở Báo Nhân dân, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã đón tiếp đoàn các cựu giảng viên báo chí Thụy Điển từ Viện Đào tạo Nâng cao Báo chí Thụy Điển thăm và làm việc tại Báo Nhân dân. Đồng chí Lê Quốc Minh cảm ơn và đánh giá cao việc dự án đào tạo nâng cao báo chí Việt Nam do Viện Đào tạo Nâng cao Báo chí Thụy Điển FOSO đã giúp đào tạo nâng cao trình độ cho hàng nghìn phóng viên, nhà báo của Việt Nam qua nhiều năm, trong đó có đóng góp của các cựu giảng viên trong đoàn. Giới thiệu về Báo Nhân dân, Tổng biên tập Lê Quốc Minh khẳng định trong thời gian qua, báo đã có những đổi mới mạnh mẽ trên mọi ấn phẩm để tiếp cận và thu hút mọi đối tượng độc giả, trong đó tập trung vào chuyển đổi số, cải tiến quy trình xuất bản, sáng tạo các nội dung mới, mà điển hình là bức tranh Panorama nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và dự án Cột cờ Hà Nội trong ngày lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô vừa qua. Những thay đổi này của Báo Nhân dân đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của độc giả, giữ vững vị thế là tờ báo hàng đầu của báo chí cách mạng Việt Nam. Bà Annelie Ewers, nguyên giám đốc Viện Đào tạo Báo chí Thụy Điển, cùng các giảng viên trong đoàn đã có những trao đổi các vấn đề nghiệp vụ báo chí với Tổng biên tập Lê Quốc Minh và đánh giá cao những thay đổi mạnh mẽ về nội dung và hình thức của Báo Nhân dân, đặc biệt sau hơn 20 năm quay lại thăm tờ báo. Sau cuộc tiếp, đoàn cựu giảng viên đã thăm không gian làm việc tòa soạn hội tụ của Báo Nhân dân Điện tử và cảnh quan khuôn viên Báo Nhân dân. Thưa quý vị, hôm nay ngày làm việc thứ 10 của kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, Quốc hội dành thời gian thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế, thảo luận về nghị quyết thí điểm tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hải Phòng và thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương. Thảo luận về dự thảo nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hải Phòng, các đại biểu đề nghị dự thảo cần bổ sung thêm các quy định tăng cường chức năng giám sát, nâng cao năng lực hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố. Đồng thời, vấn đề pháp lý cho việc tổ chức chính quyền đô thị cũng cần sớm được xem xét một cách thống nhất, áp dụng được cho các địa phương trên cả nước. Thảo luận về việc thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương, các đại biểu cho rằng khi thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương cần phải giải quyết nhiều bài toán đặt ra như cơ sở hạ tầng, phân bổ nguồn lực địa phương, di dân, đặc biệt là việc rút ngắn khoảng cách giữa khu vực nông thôn, miền núi với các khu đô thị lõi. Cũng trong ngày hôm nay, Quốc hội thảo luận về dự án sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế. Một số vấn đề được đưa ra thảo luận về nội dung này, bao gồm bổ sung một số đối tượng thuộc nhóm được hỗ trợ khi tham gia bảo hiểm y tế, bổ sung hoàn thiện các quy định về thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, bỏ một số quy định bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế.
Chiều nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế. Nhiều vấn đề nóng được các đại biểu quan tâm kiến nghị như bổ sung quy định thanh toán cho bệnh nhân bảo hiểm y tế phải mua thuốc vật tư y tế ở ngoài, yêu cầu công khai số dư tiền bảo hiểm y tế hàng năm và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là việc bệnh nhân bảo hiểm y tế phải mua thuốc, vật tư y tế bên ngoài sẽ được thanh toán như thế nào. Đánh giá dự thảo luật bổ sung quy định thanh toán cho bệnh nhân bảo hiểm y tế phải mua thuốc, vật tư y tế ở ngoài do cơ sở khám chữa bệnh không có, nhưng theo đại biểu Trần Chí Cường, thông tư 22 Bộ Y tế ban hành có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 về thanh toán trực tiếp chi phí thuốc, thiết bị y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh chưa giải quyết được vướng mắc. Danh mục thuốc hiếm chỉ có 443 lượt hoạt chất, trong khi số lượt hoạt chất được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán theo quy định tại thông là 1.096 lượt, chưa tính đến 578 loại thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền. Bên cạnh đó, nhu cầu sử dụng thuốc hiếm rất thấp so với các loại thuốc thông thường. Như vậy, việc thông tư số 22 quy định chỉ thanh toán trực tiếp cho người bệnh chi phí mua thuốc loại hiếm sẽ không thể giải quyết triệt để tình trạng thiếu thuốc như hiện nay, đảm bảo tối đa quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. Nêu lên nguyên nhân của việc thiếu thuốc trong hoạt động bảo hiểm y tế mới do định mức trong chi trả của từng cơ sở y tế, đại biểu Tạ Văn Hạ đồng thời đánh giá thời gian, thủ tục hồ sơ, thủ tục thẩm định chi trả của bảo hiểm y tế cũng chậm. Quá nhiều bất cập và quá nhiều phức tạp, cho nên dẫn đến cử tri người ta rất là khó chịu. Đi khám thì chờ đợi, đã rất mệt mỏi rồi. Thế rồi là gì quá tải, rồi là gì thuốc. Và thôi đi ra khám ngoài cho nó nhanh ấy. Cử tri bức xúc bây giờ là đã tham gia bỏ tiền, tham gia bảo hiểm rồi. Nhưng mà cái chất lượng dịch vụ bảo hiểm nó chưa đáp ứng được theo cái yêu cầu của người dân. Cho nên đấy mới là cái vấn đề quan trọng, mấu chốt của cái vấn đề bức xúc trong cái lần này. Thế nên mong muốn rằng là sửa đổi luật lần này tôi đề nghị là thứ nhất là cái tính công khai minh bạch. Đấy, hoạt động của cái bảo hiểm này là phải công khai minh bạch. Bây giờ anh phân định mức ra thì vậy tổng một năm là có bao nhiêu tiền, anh phải công khai ra. Giải trình làm rõ một số nội dung đại biểu nêu, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan nêu rõ mục tiêu được đặt ra trong Nghị quyết 20 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân trong tình hình mới là đến năm 2030, 95% người dân được tham gia bảo hiểm y tế. Ngoài cái chuyện tăng cường về cái số lượng người tham gia bảo hiểm y tế thì cái vấn đề chất lượng cho công tác khám bệnh, chữa bệnh, điều trị cho người dân cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã giao cho ngành y tế. Thời gian vừa qua thì các cơ quan cũng đã tập trung triển khai các cái mục tiêu này về hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách pháp luật cũng như là việc tổ chức triển khai thực hiện, việc ứng dụng công nghệ thông tin, việc tập trung cải cách hành chính và hàng loạt các cái việc triển khai tại các cơ sở y tế, ví dụ như là cái việc mà chúng tôi cũng đã áp dụng cái bộ hệ thống tiêu chí đánh giá sự hài lòng của người bệnh, thế rồi triển khai các cái chương trình ví dụ như là bệnh viện xanh sạch đẹp vân vân, thì qua đó cũng đã thể hiện một cái quyết tâm, đó là trong cái điều kiện bối cảnh nguồn lực của chúng ta như vậy, nhưng mà chúng ta làm thế nào để cố gắng tốt nhất, quyết tâm nhất để phục vụ cho công tác khám chữa bệnh cho người dân. Để triển khai thực hiện công tác khám chữa bệnh, Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng việc củng cố phát triển hệ thống y tế cơ sở cũng là một bài toán thách thức và đã có những giải pháp đồng bộ. Ngoài ra, Bộ trưởng cũng giải trình vấn đề đại biểu nêu liên quan đến thanh toán bảo hiểm y tế đối với các thuốc điều trị bệnh lác, điều chỉnh thuốc giữa các bệnh viện, thanh toán khám chữa bệnh. Một trong những nội dung nhận được sự quan tâm của rất nhiều đại biểu và cử tri cả nước đó là đề xuất bỏ giấy chuyển tuyến đối với bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo. Trao đổi bên lề hành lang Quốc hội, các đại biểu thống nhất với đề xuất này. Chúng ta thấy rằng là một số những bệnh hiểm nghèo và bệnh hiếm thì chỉ có thể được điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh chuyên sâu hoặc là khám chữa bệnh cơ bản. Đồng thời thì chúng ta cũng thấy rằng là tại các đơn vị này sẽ có đủ về nhân lực, về trang thiết bị, máy móc cũng như là các điều kiện về cơ sở vật chất
tốt nhất để phục vụ cho người bệnh và hiệu quả nhất trong cái quá trình điều trị với người bệnh. Và trước đây thì trong thực tiễn đã gặp những cái khó khăn ở cái việc là chúng ta luôn luôn phải có những cái giấy chuyển viện, chuyển tuyến. Tuy nhiên thì dự thảo luật lần này đã tháo gỡ được những cái khó khăn và chúng tôi cũng thấy rằng đây là một cái điểm mà rất là phù hợp và cũng là một cái điểm mới được đáng ghi nhận trong dự thảo luật bảo hiểm y tế lần này. Đã có thẻ bảo hiểm y tế thì không tính câu chuyện của cấp khám bệnh, chữa bệnh nữa, mà là liên thông toàn quốc để đáp ứng cái điều kiện đối với những người trong quá trình công tác nhưng không may bị ốm đau, rồi là hoặc đang di chuyển ở một cái khu vực địa lý nào đó khác. Đấy, thì không thể là kịp quay về nơi mình đã đăng ký ban đầu về cái việc khám bệnh chữa bệnh bằng thẻ y tế đấy để mà khám bệnh chữa bệnh điều trị. Lúc đấy cái giá trị của thẻ bảo hiểm y tế nó mới đáp ứng và nó thể hiện đúng cái bản chất của một cái thẻ bảo hiểm y tế.